Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái thời điểm là trồng bông vạn thọ mà nó nở hoa được kịp Tết nha. Để cho anh em nào mà tính dự định trồng đó thì anh em cũng có thể là tham khảo ha. Thì đối với cái bông vạn thọ này các bạn thì trên thị trường nó có rất là nhiều giống luôn và cũng chia ra là nhiều cái thời điểm trồng. Ví dụ như là vạn thọ lùng nè, rồi vạn thọ cao nè. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái giống 06 của rồng vàng ha. Vì cái giống này thì rất là nhiều bạn trồng luôn, nó khá là phổ biến. Cũng như là cái bông của nó các bạn rất là to và đẹp luôn. Và ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là hai cái thời điểm trồng. Đối với những cái bạn mà đi một cơi và đối với những bạn đi hai cơi. Thì đối với những cái bạn mà đi một cơi các bạn thì mình sẽ gieo vào ngày là 25 tháng 10 âm lịch. Và đợi nó khoảng đâu là từ 12 ngày tuổi đến 15 ngày tuổi đó các bạn. Thì mình sẽ là mình tiến hành là mình đưa nó lên chậu. Và đến khi mà nó được đâu là 30 ngày tuổi, tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch đó, thì mình sẽ là tiến hành là mình cắt ngọn cho nó. Thì đối với là những cái bạn mà lấy bông nhiều đó mà cây nó hơi lùn á thì mình sẽ cắt vào cái ngày đó. Còn đối với mà những bạn mà lấy bông nó ít hơn nhưng mà cây vạn thọ mình nó cao hơn một tí á thì mình sẽ bấm đọt vào cái ngày là mùng 2 tháng 12 âm lịch nha mọi người ha. Là cái cây vạn thọ mình nó sẽ cao hơn một tí và cái bông của nó thì nó sẽ ít lại một tí ha. Thì đối với là những bạn nào mà trồng thì các bạn có thể là lựa chọn. Thì đó là cái quy trình để mình trồng bông hoa vạn thọ mà nó nở hoa được kịp Tết đó mọi người. Còn đối với mà những bạn nào mà đi hai cơi thì mình sẽ gieo nó sớm hơn. Mình sẽ gieo nó vào cái ngày là 19 tháng 10 âm lịch nha mọi người. Và các bạn cũng đợi nó đến khoảng đâu là 12 ngày tuổi hoặc là 15 ngày tuổi đó thì mình sẽ tiến hành là mình đưa nó lên chậu từ từ. Thì khi mà nó được khoảng đâu là 30 ngày tuổi luôn nha các bạn ha, thì mình cũng sẽ tiến hành mình cắt đọt cho nó vào cái ngày là 22 tháng 11 âm lịch, là mình sẽ cắt đọt cái lần thứ nhất cho nó. Và đến cái ngày là mùng 3 hoặc là mùng 4 tháng 12 âm lịch á thì mình sẽ bấm cái đọt cơi 2 cho nó. Thì đối với những bạn là đi hai cơi á thì mình sẽ bấm đọt là như vậy. Nhưng mà cái bông của nó rất là nhiều luôn nha mọi người ha. Nhưng mà bông của nó là nó hơi nhỏ, nó không có bự. Thì đối với những bạn mà thích bông nhỏ mà nhiều đó thì các bạn có thể là đi cái cơi 2, là mình sẽ gieo nó sớm hơn, mình không có gieo theo đúng cái chuẩn của nó là ngày 25 tháng 10. Thì thông thường thì những cái bạn nào mà trồng cái bông vạn thọ dài á, cái bông vạn thọ mà cao các bạn, cao mà dài đó, thì mình có thể mình gieo nó trễ hơn tí, tầm đâu là tháng 11 đó các bạn. Mình không có nhớ rõ nhưng mà mình nhớ tầm đó. Mình thông thường là mình trồng những cái giống rồng vàng thôi mọi người. Nó khá là phổ biến luôn, bông nó rất là đẹp. Thì mọi người nào đang quan tâm về cái chủ đề là trồng hoa Tết thì mọi người có thể đăng ký kênh của mình ha, để mình chia sẻ cho các bạn. Thì bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn về cái cách trồng cái bông vạn thọ này ha. Thì đối với cái cách trồng nó rất là quan trọng nha mọi người ha. Lãng quạng là bạn trồng không biết trồng á là nó không có nở hoa đâu, cái nụ của nó bị chai luôn. Là cái bông vạn thọ này các bạn mà khi mà nó trong cái thời gian mà nó ra búp á các bạn, thì các bạn là làm sao làm? Các bạn phải mua bạt đó các bạn che những cái ánh đèn lại. Ví dụ như các bạn trồng ở ngoài đường đó, cận cái mặt đường đó thì nó có cái ánh sáng đèn đó, thì mọi người nên mua bạt che lại ha. Thì khi cái thời gian đó mà nó nở búp đó các bạn, thì các bạn mà không che lại là nó sẽ không có nở ra luôn á, nó chai luôn. Thì đó là một số kinh nghiệm của mình chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm ha. Và khi mà mình trồng bông vạn thọ này các bạn, thì các bạn là nên lót bạt cho nó, tại vì nó hay bị lở cổ rễ lắm. Mà mình không có lót bạt đó các bạn thì mình phải tốn tiền, mình xịt thuốc thì tiền này nọ tùm lum luôn. Thì đối với những cây vạn thọ này thì nó rất là dễ bị lở cổ rễ nè, cũng như là nó bị rầy nè, rồi nó bị sâu nè nó. Thì mọi người nên mua những cái loại thuốc mà dạng cớm á, xịt thì nó sẽ tốt hơn. Còn những cái loại thuốc mà nó nóng quá thì các bạn đừng có nên xịt. Ví dụ như là
Mantalasi nè, rồi Ridomin nè, thì đó là những cái loại mà người ta hay xịt là lỡ có rễ ở trên cây bông vạn thọ đó, nhưng mà người ta đã giảm liều rồi, còn mình là người mới mà mình không biết á, thì mình xịt nó đúng liều á, là nó cháy rễ luôn. Thì thông thường á, nó lỡ cổ rễ thì mình chỉ xịt cái thằng Aleus là nó rất là hay luôn nha mọi người ha. Là cái dòng thuốc này là nó không có nóng, mình chỉ sử dụng một mình nó thôi, mà mình không cộng bất cứ cái gì hết. Nếu mà các bạn cộng á, thì nó sẽ không có tác dụng ha. Thì đó là một số cái chia sẻ của mình về cái trồng bông vạn thọ nha mọi người ha. Thì tới đây thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về những cái thời điểm như là trồng hoa màu gà luôn. Thì cũng có nhiều bạn là bình luận trong kênh mình rồi đó. Còn cái đám vạn thọ này mình đang quay cho các bạn là mình quay nó demo thôi. Mình chia sẻ trước cho các bạn để các bạn có thể là trồng ha. Chứ thời điểm mình đăng cái video này lên á, thì nó cũng chưa có đến cái ngày mà mình gieo hạt giống ha. Thì sau này thì đến cái ngày đó thì mình sẽ quay và mình chia sẻ cho các bạn được xem luôn. Thì hồi năm rồi là mình cũng đã là quay cho các bạn rất là nhiều cái video rồi. Thì có lẽ là một số người bạn đăng ký cũ thì các bạn cũng đã xem được rồi. Nhưng mà giá hồi năm rồi á các bạn thì nói chúng vào cái dịch bệnh, thành ra cái bông vạn thọ của mình cũng như là hoa cúc này nọ đó nó rất là rẻ luôn, thậm chí là bán không được luôn. Còn cái năm nay á, là cái năm 2022 thì hiện tại là nó cũng còn dịch, nhưng mà cũng mình thấy là một số anh em cũng đã tiến hành trồng rồi, thì năm nay là nó trồng nó kiểu như là nó hên xui. Thì nếu như là trúng các bạn thì giá nó rất là ổn luôn. Còn nếu như là xui thì cũng cứ như năm 2021 thôi, chứ không có gì hết. Thì ở đây thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một số kinh nghiệm của mình ha. Thì mọi người thấy hay thì hãy like và subscribe kênh của mình để mình có động lực để mình chia sẻ cho các bạn. Thì một lần nữa thì mình sẽ nói lại cho những cái người bạn nào mà hay tua ha. Thì cái giống 06 này á, thì các bạn nên gieo vào ngày 25 tháng 10 âm lịch, và mình sẽ cắt đọt sau một tháng, là tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch nha mọi người ha. Đó, và mình sẽ bón phân cho nó cũng như là mình xịt những cái dòng thuốc mà nó không có nóng á, để cho cây của mình nó phát triển nó được tốt hơn. Chứ các bạn xịt mà những cái dòng thuốc mà nóng quá thì nó sẽ bị lỡ cổ rễ và cháy rễ ha, và mình sẽ không có năng suất, đặc biệt là mình không có bón những cái dòng phân mà đạm cao, ví dụ như là ure nó, thì đó là những cái dòng phân mà đạm cao đó, thì mọi người lên lưu ý ha, không xịt những cái dòng này. Đó thì các bạn xem nè, bông hoa vạn thọ nó rất là đẹp nha mọi người ha, bông nó đã chớm nụ rồi nè. Thì cỡ này á, thì cái bông cỡ này á, thì mình có thể là mình cho nó được nhận cái ánh đèn được, nhưng mà nó mới chớm nụ nhỏ thì mình sẽ không có nhận ánh đèn.